Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với nhật ký Todai của Mỹ Hạnh hay còn gọi là Mi ha. Hôm nay thì mình có được đi lấy mẫu ở một thành phố của Nhật Bản nha mọi người. Nên là mình sẽ đi Shinkansen. Trước đấy thì mình sẽ đến ga Tokyo để mua chút đồ ăn trưa để mình mua hộp cơm trưa để ăn ở trên tàu. Bởi vì là mình sẽ đi vào giờ tầm trưa và đến thành phố vào tầm đầu giờ chiều. Chuyến đi thì mất khoảng gần 3 tiếng. Tại vì nó cũng khá là xa, xa hơn cả Kyoto nữa mọi người. Thì như mọi người cũng thấy là mình cũng về Việt Nam khá là nhiều để lấy mẫu các cái mẫu ở Việt Nam. Tuy nhiên thì mẫu ở Nhật của mình còn nhiều hơn cả mẫu ở Việt Nam nữa. Nhưng mà mình chưa từng được đến tận nơi để lấy mẫu bao giờ. Bởi vì là cái việc mà di chuyển này và ăn ở tại Nhật nó rất là đắt đỏ. Thế nên là hầu như là các cái mẫu của mình đều là từ các thành phố họ gửi qua cái đường vận chuyển, gửi đến thẳng phòng thí nghiệm của mình. Nhưng thì lần này thì vì là lần cuối lấy mẫu thế nên là mình được đến tận nơi lấy mẫu và cảm ơn bên cung cấp mẫu cho bên mình ý. Thế nên là mình được đi chuyến đi đầu tiên trong cái nghiên cứu của mình đi lấy mẫu ở bên Nhật. Thì lát nữa mọi người sẽ biết là mình đi đâu nha. Ở đây thì mình đang có ăn cái hộp cơm bento mà vừa nãy mình có mua ở ga Tokyo. Thì khi mà mọi người đi những cái tàu siêu tốc như thế này, tàu đường dài như thế này thì mọi người có thể mua cơm trưa và ăn ở trên tàu bởi vì nó cũng có bàn ăn. Tuy nhiên là nếu như mọi người đi những cái tàu thường thì không được phép ăn uống ở trên tàu đâu nha. Và đây mọi người cũng có thể nhìn thấy ở trên biển ghi là Hiroshima điểm dừng tiếp theo. Hiroshima là thành phố mà mình sẽ tới. Và nếu như mà mọi người còn nhớ thì không biết là mọi người có được học cái chương trình sách giáo khoa hồi tiểu học mà có cái bài về cái thành phố bị ném bom ấy. Và có cô bé mà gấp 1.000 hay là 10.000 con hạc ấy, 10.000 con hạc giấy. Thì đó chính là ở thành phố Hiroshima mọi người. Khi mà đến Hiroshima thì ở đây có một cái địa điểm du lịch khá là nổi tiếng. Ở Hiroshima thì rất là nổi tiếng với cái hòn đảo Miyajima. Miyajima thì nó nằm ở bên ngoài đảo, cách đất liền cũng khá là gần thôi. Và mình đang ở cái chỗ bến tàu để đi ra cái bên đảo đấy. Trước lúc đấy thì mình sẽ cất đồ vào trong tủ để đồ. Ở Nhật có rất là nhiều những cái tủ gửi đồ như thế này, rất là tiện ở các ga và các cái địa điểm du lịch. Sau đó thì mình sẽ đi mua vé ở ngay trước cái bến phà này, thì sẽ có cửa bán vé, thì mình sẽ mua vé 2 chiều. Mình không nhớ là tầm bao nhiêu, nhưng khoảng tầm gần 1.000 yên, tức là khoảng gần 180.000 gì đó. Thì mọi người có thể là đi 2 chiều phà và đi ra cái chỗ bến phà này thì rất là mát, tại vì là đợt mình đi là tháng 7 ấy, mùa hè cực kỳ nóng luôn. Đi đến đâu là chảy mồ hôi đến đấy, nhưng mà ra đến đây thì có gió biển và rất là mát này. Nhưng mà mỗi tội là cái phà này nó rất là nồng nặc mùi xăng ấy mọi người, mùi xăng dầu gì đó rất là nồng nặc luôn. Nên là mình đã lên thẳng trên tầng 3 để vừa có thể ngắm cảnh mà nó cũng thoáng hơn, nó đỡ mùi hơn so với ở tầng 1. Thì phà này có 3 tầng và đi thì cũng khá là từ từ thôi. Tuy nhiên thì cũng có khá là nhiều chuyến phà, nên mọi người có thể xem cái bảng giờ tàu, giờ phà trước để mình có thể căn được giờ đi về nhá. Đảo thì không cách xa đất liền lắm, nên là mình đi tầm 15 phút là tới nơi rồi. Và ở cái đảo này thì rất là nổi tiếng với cái cổng torii màu đỏ mà đặt ở phía ngoài biển. Nên mọi người có thể nhìn thấy là mình sẽ zoom gần vào đây để mọi người thấy là ở phía xa xa kia có một cái cổng màu đỏ ấy. Lát nữa thì mình đến thì mọi người có thể nhìn rõ hơn nha. Khi mà phà tiếp vào đảo thì chúng mình sẽ đi thẳng theo hướng dòng người ấy nha. Thì trên đường đi này thì cũng sẽ thấy là rất nhiều khách du lịch. Và cái con đường mà đi từ chỗ bến phà đi ra tới cái chỗ đền đấy, có cái cổng torii đấy, thì hai bên đều có các cái cửa hàng lưu niệm. Nhìn khá là giống với cái khu Kamakura mà mình đã từng đi vào mùa hè năm ngoái. Thì ở hai bên đều có các cái cửa hàng bán đồ lưu niệm này, rồi có cả các cửa hàng cà phê, trà, bánh, cũng như là đặc sản của Hiroshima, là có những cái loại bánh ngọt và có cả hàu nướng nha mọi người. Hàu nướng ở ven đường ấy thì ở Hiroshima cũng rất là nổi tiếng với hải sản. Hầu như là các cái loại mình nhớ là cái sushi sashimi ở cái siêu thị ở gần nhà mình ấy bán, họ ghi là nhập từ Hiroshima và bay máy bay đến Tokyo trong ngày. Thế nên là ở đây nếu mọi người ăn những cái đồ hải sản tươi sống như thế thì sẽ rất là ngon nha. Thực sự thì mình đi đến này là nhờ mình đi lấy mẫu, thế nên là mình mới có dịp tranh thủ đi tới đây để thăm thú một chút. Bởi vì là mình có hẹn với bên kia là vào sáng ấy, hoặc kiểu tầm 9-10 giờ sáng. Thế nên là nếu mà đi từ Tokyo tới thì không kịp và nó rất là mệt. Thế nên là
Mình sẽ được đi từ hôm trước, sau đó thì ở tại đây một đêm và sáng hôm sau thì mình sẽ tới tận nơi để lấy mẫu và đi về trường làm thí nghiệm luôn. Thế nên là mình mới tranh thủ một chút thời gian buổi chiều ở đây để đi thăm thú cái đảo này. Thì ở trên đảo cũng có rất là nhiều khách du lịch ở tầm này, là hôm nay là ngày thường, thế nên là không thấy khách người Nhật nhiều lắm mà hầu như là khách nước ngoài thôi. Tuy nhiên thì là mùa hè rất là nóng với mọi người và nó không có kiểu lá đỏ, lá vàng, mùa thu, thế nên là cũng không quá đông khách du lịch. Ở trên đảo này thì mọi người sẽ thấy là sẽ có rất là nhiều những con nai được thả tự nhiên, bởi vì là con nai thì được coi như là sứ giả để gửi những cái thông điệp đến với các vị thần. Thế nên là ở xung quanh đền này thì họ cũng thả nai tự nhiên rất là nhiều. Và mọi người cứ đi theo dòng người thì sẽ đến được cái khu đền đấy nhá. Thì thực ra cái chỗ này ấy, nó đẹp hay không là do thủy triều mọi người ạ. À, mọi người có thể xem hình ảnh ở trên mạng thì là sẽ thấy cái cọng tô li siêu to này. Mọi người có thể so sánh với cả kích thước của những cái vị khách đang đứng ở dưới chân cổng nhá. Sẽ thấy là cái cổng cực kỳ cao và cực kỳ to luôn. Nhưng mà nó sẽ đẹp nhất khi mà thủy triều lên và cái nước ở biển thì sẽ ngập cái chân của cổng và ngập vào trong cả khu đền nữa. Thì khi mà bọn mình đi, khi mà mình đi và mình nhìn thấy thì ở dưới sàn của cái khu đền này này, họ có những cái để những cái tấm gỗ nhưng mà xếp không khít vào nhau ấy thì để có thể nước lên và nước rút. Tuy nhiên thì nó vẫn để lại những cái vệt nước ấy, tại vì khi mình đến đây thì thủy triều rút rồi. Tuy nhiên thì nó vẫn để lại những cái vệt nước ở trên cái sàn gỗ. Chứng tỏ là khi mà thủy triều lên thì nó cũng xâm xấp về cái mặt sàn luôn. Và ở trong này thì có những cái hành lang rất là dài và đẹp như thế này. Mọi người có thể thăm thú và chụp ảnh. Tuy nhiên thì mình thấy hơi tiếc vì mình đã không tra cái thông tin thủy triều lên xuống ở đây, tại vì mình không hề biết là nó phụ thuộc vào thủy triều ấy. Khi mà đến đây thì mình mới nhận ra. Đấy, khi mọi người nhìn ở dưới cái chân thì sẽ thấy có những cái khe giữa các cái ván gỗ để cho thủy triều có thể lên xuống và không ảnh hưởng gì tới nó không bị đọng lại, nước nó không bị đọng lại. Đi hết ra khỏi cái khu đền thì mọi người cũng có thể nhìn thấy những cái khu phố cổ ở gần đó. Có một cái dòng suối nhỏ và sẽ có những cái khu dân cư ở hai bên. Mọi người có thể nhìn thấy nhà giống như là nhà ngày xưa ấy của người Nhật. Nhà bằng gỗ và có cửa, có cái khung cửa gỗ như thế này, rất là đẹp luôn. Và nếu như mọi người đi lên một con dốc ở gần đó và đi lên và đi xuống thì sẽ dẫn tới một cái khu thủy cung. Thì cái khu thủy cung này thì cũng khá là nhỏ thôi so với cái khu thủy cung mà mình đã đi ở Kamakura thì nhỏ hơn rất là nhiều. Ở Enoshima thì nhỏ hơn rất là nhiều. Ở trong đây thì mọi người có thể xem các cái loài cá này, là các cái loài động vật khác, ví dụ như là hầu, như là ốc. Và ở đây có một, mình nhận thấy là đây có cái con bọ biển ấy. Mà ở Việt Nam mình đợt trước mọi người còn hay ăn cái con này cơ. Thế nhưng mà ở bên Nhật nó lại là động vật được bảo tồn đấy mọi người. Con bọ biển. Như là ở ngoài này thì có những cái con như là sứa này, cá heo, cá mập, rồi con cá mập con hay sao ấy, rồi có cả những cái con như là chim cánh cụt hoặc là sư tử biển. Mình cũng là tranh thủ đến đây thôi á, thế nên là khi mà mình đến thì nó cũng sắp đóng cửa rồi mọi người ạ. Thế nên là lúc mà mình đến thì tầm còn khoảng 30 phút thôi, đáng lẽ ra là theo quy định thì họ cũng không nên cho mình vào ấy, thế nhưng mà mình bảo là 30 phút cũng không sao, mình sẽ xem nhanh thôi. Cơ bản là cái quy mô của họ cũng không lớn lắm. Cái khu bên ngoài chờ này thì có chim cánh cụt này. Đây không phải là lần đầu tiên mình nhìn thấy chim cánh cụt nữa, thế nên là mình cũng không còn quá ngạc nhiên. Nhưng mà ở cạnh đó thì có con sư tử biển ấy mọi người. Siêu to luôn. Mà nhìn cũng hơi sợ nhá. Mình nhìn mình thấy hơi sợ ấy, nhưng mà người Nhật họ xem xong họ cứ kawaii, kawaii, dễ thương quá, dễ thương quá. Nhưng mà nhìn gần sợ lắm. Nó rất là to luôn đấy mọi người. Như là gần 1 tấn luôn ý. Mình nghe thấy họ bảo là 770 cân thì phải. Siêu to luôn. Nhìn xa hoặc là nhìn mấy con kiểu thú bông hay là tượng thì trông khá là đáng yêu, nhưng mà nhìn gần thì sợ lắm mọi người. Sau đó thì mình lại đi lại cái khu phố vừa nãy mà mình vào xem có cái cửa hàng lưu niệm. Thì ở đây họ cũng bán những cái đồ lưu niệm giống như là những cái cửa hàng lưu niệm khác ở trên toàn đất nước Nhật Bản thôi. Có những cái hình mà mang phong cách Nhật Bản này, hoa anh đào, lá phong. Tuy nhiên thì cũng có thêm một vài những cái đồ lưu niệm mang đậm cái phong cách của cái khu này hơn. Đấy là hình con nai chẳng hạn, hình con nai bên cạnh đền.
Sau đó thì trên đường đi về thì mình có ghé qua cái chỗ mà họ nướng hàu á, họ nướng hàu tươi luôn ở ngay bên cạnh đường. Thì một con này là tầm 500 hay 600 yên gì đấy, mình không nhớ lắm, tầm khoảng 80.000. Ăn cực kỳ ngon luôn mọi người ạ. Rất là recommend mọi người, gợi ý mọi người ăn cái con hàu nướng ở bên bên đường rồi nhá. Nó rất là tươi ngon luôn. Ăn một con thôi là cũng đủ rồi. Nhưng mà cũng may là mình vừa mới mua xong thì họ đóng cửa luôn. Sau đó thì mình ăn tối. Tại vì là cái khu này thì sẽ nhiều tập trung nhiều cửa hàng hơn nên mình sẽ tranh thủ ăn tối luôn trước khi vào check-in khách sạn. Chỗ nhà hàng này ăn thì là mình về bên đất liền rồi nha mọi người. Thì ở Hiroshima này ngoài hàu ra thì còn có một đặc sản nữa, đấy là lươn. Ở Hiroshima này thì nổi tiếng với cả lươn Anago nha mọi người. Lươn này là lươn nước mặn, còn lươn Unagi mà mọi người thường hay ăn hơn thì là lươn mà sống ở môi trường nước ngọt. Và cái lươn Unagi mà phổ biến hơn thì nó khá là béo và nhiều calo hơn là cái lươn Anago này. Lươn Anago này thì cũng rất là phổ biến và ngon hơn vào mùa hè. Và Hiroshima là một nơi lý tưởng để mọi người có thể thưởng thức cái một loại lươn thứ hai của Nhật Bản. Không quá phổ biến nhưng mà rất là tốt cho sức khỏe này nha. Mọi người sẽ thấy là xung quanh đây có rất là nhiều những cái cửa hàng cơm lươn như thế. Mọi người có thể vào bất kỳ, là mình nghĩ là chất lượng cũng khá là đồng đều nhau. Sau đó thì mình đi về khách sạn. Cũng không xa lắm. Đây là quầy lễ tân của khách sạn. Và ở gần quầy lễ tân này thì mọi người sẽ thấy là cái con đường đi vào cái chỗ thang máy thì sẽ có chỗ để chọn yukata. Mình sẽ chọn luôn một bộ và mang lên. Đi thẳng thêm một chút thì sẽ là khu tắm onsen cho mọi người, tắm nước nóng ấy, tắm suối nước nóng. Và nó có cả khu trong nhà và khu ngoài trời nhìn thẳng ra phía biển vừa nãy nữa luôn. Rất là đẹp. Khách sạn cũng có đầy đủ các cái đồ dùng cần thiết, ví dụ như là dầu gội, sữa tắm này, dưỡng da, rồi toner, sữa rửa mặt, các thứ khá là đầy đủ luôn. Xong rồi ở bên ngoài còn có cả một cái quầy bar nhỏ thì sẽ có nước ép này hoặc sữa chua. Thì thường thì mọi người sau khi mà tắm nước nóng xong thì mọi người sẽ uống một cái gì đó hơi mát mát. Hello mọi người, room tour luôn nha. Quick room tour nào. Ok, ở đây có hai đôi dép để cho mình đi này. Bên ngoài. Ở đây thì sẽ là chỗ để rửa mặt này, bồn rửa mặt này. Có đầy đủ mọi thứ luôn nha. Hai cốc như đây là phòng cho hai người hay sao ấy. Trong này thì sẽ là phòng tắm đứng nha, tại vì là khách sạn có onsen ấy, thế nên là chỉ là phòng tắm đứng thôi. Còn bên này là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh riêng nha mọi người. Đây là phòng này, có bàn uống nước này. Giường này. Ui, có cả cửa kéo nữa này. Ồ, cửa kéo để ngăn phòng ngủ với cả phòng tắm nhá, nếu như mà mọi người đi hai người. Mình vào thì là khách sạn đã bật sẵn điều hòa rồi, rất là mát. Còn đây là tủ quần áo. Tủ thì sẽ luôn có Howry là cái áo khoác ngoài cho mọi người khoác nha. Và có sẵn nước xịt thơm, quần áo và móc cho quần áo các thứ, tivi này, máy làm ẩm này, ấm siêu tốc này, đầy đồ ở bên dưới này, chắc là tủ lạnh mini đây ở dưới này. Ôi, phòng đẹp phết mọi người ạ. À, mình có view nữa. À, view đằng này thì lại nhìn ra đường phố mất rồi. Phòng ở đối diện bên kia cơ thì sẽ nhìn ra phía biển mà chiều nay mình mới đi ấy. Còn bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi tắm đây. Bây giờ đã là gần 8 giờ rồi. Bây giờ đi tắm một đầu đây, tại vì đi cả ngày mồ hôi ra ghê quá. Rồi, tắm nhất là đi tắm gội đầu. Mà mình sẽ xuống mình tắm onsen luôn. Mà xuống đấy thì không có quay được. Đây là bộ yukata mà mình đã chọn. Mình sẽ đi vào xuống như đấy thì mình sẽ thay đồ sau nha. Sau khi mình tắm xong thì mình sẽ mặc cái này để trả lên. Vậy nhé. Ui, phòng đẹp quá. Hello mọi người, đây là mẫu của mình đã lấy xong. Bởi vì là mình không thể quay clip ở đó được, thế nên là đây là mẫu của mình.
Và mình đang ở trên tàu siêu tốc Shinkansen để về lại Tokyo rồi. Mọi người có thể nhìn qua cửa sổ thì thấy tối om đúng không? Thực ra là ban ngày đấy, nhưng mà mình đang đi ở trong hầm. Mình đặt ghế ở phía bên ngoài hành lang, thế nhưng mà phía ghế bên trong chỗ cửa sổ cũng không có ai ngồi cả. Nên có một mình ở đây thôi. À, đây là đồ ăn trưa của mình mua khá là nhanh tại cửa hàng tiện lợi ở chỗ ga tàu thôi. Thì có cái lươn của Nhật ấy, à cái lươn ở Hiroshima ấy, lươn sấy khô và cơm nắm và một chai trà. Đây là khung cảnh bên ngoài. Vậy nha, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.